hạnh phúc. Chuyện này là sao? Vợ về rồi đấy à? Cô ta là ai? À, thì vợ bảo là vợ không đáp ứng được nhu cầu của anh, nên là cho phép anh dẫn gái ngành về nhà còn gì nữa. Đúng là tôi nói thế, nhưng mà anh đã xin phép tôi chưa? Cô ta là ai? Lần trước là cô Linh cơ mà. À, thì Trang là người mới. Anh với Trang ngồi ở nhà đợi em từ sáng đến giờ, chờ lâu quá nên là... À, đây, đây là hồ sơ lý lịch của Trang. Trong này có cả giấy xét nghiệm sức khỏe của Trang nữa. Em xem đi. Thế anh có nhớ quy định của chúng ta không đấy? Anh nhớ, anh vẫn nhớ. Nhắc lại em nghe xem nào. Được. Trước khi làm ấy, phải xin phép em. Không được hôn, phải có giấy xét nghiệm. Không được phát sinh tình cảm thật. Một tuần chỉ được làm 3 lần, mỗi lần làm 2 tiếng, đúng chưa? Nhưng anh chưa xin phép tôi. Tôi sẽ phạt anh 3 tháng không được qua lại với cô ta. Vợ, thôi. Anh xin vợ mà. Vợ đã bắt anh nhịn 9 tháng 10 ngày rồi. Bây giờ mà bắt anh nhịn nữa làm sao mà anh chịu được. Thôi, hay là lần này vợ nguôi giận tha lỗi cho anh nhá. Anh được đằng chân lấn đằng đầu rồi đấy. Coi chừng tôi. Mà bảo cô ta ra lưu số điện thoại vào điện thoại của tôi. Bao giờ anh có nhu cầu tôi sẽ trực tiếp gọi. Ok vậy em. Cảm ơn vậy em nhiều nhé. Đúng thật là em không thể ai giống như vợ anh. Trả tiền cho chồng mình chơi gái trong chính căn nhà của mình. Thì đúng rồi còn gì nữa. Bây giờ cô ta bầu bì như thế, làm sao mà chiều được anh. Phải cho anh có người mới chứ, đúng không? Không thì anh nhịn cả năm như vậy làm sao mà anh chịu được. Mà em thấy chị ta cũng khó thật đấy. Lại không biết rằng là người mà chồng mình dẫn về nhà không phải là gái ngành, mà chính là nhân tình của chồng mình chứ. Em nói anh nghĩ cũng thấy đúng. Anh cũng không ngờ thật đấy. Mọi lần cô ta cáo lắm cơ mà. Sao chuyện này cô ta ngu thế? Em thấy em rất là may mắn nha. Vừa ngoại tình với chồng người ta, lại còn được vợ anh trả tiền. Mà anh cũng phải tính đi chứ. Chị ta để xong thì ly hôn luôn đi. Chứ em không muốn làm người thứ ba mà ai đâu. Được rồi, ly hôn phải từ từ chứ. Anh đang chờ bố mẹ của cô ta sang nhượng cho anh ngôi nhà mới xây. Đến lúc đó anh sẽ cao chạy xa bay cùng em. Anh nhớ đấy nhá. Em đợi anh đấy. Rồi, anh nhớ rồi. Anh Phúc đi đâu rồi ta? Hello cô em. Anh là ai? Anh Phúc đâu? Anh là khách của em chứ là ai? Nào, qua đây. À, anh tránh okay. Ra. Có gì đâu mà ngại. Anh định làm gì tôi đấy? Tôi hét lên bây giờ. Anh là khách của em thì còn làm gì nữa? Hả? À, bộ ta! À. Cô hét lên ra! Cô hét lên thử xem. Chị Linh! Sao chị lại nói như thế? Em đến đây chỉ để phục vụ anh Phúc thôi. Còn nếu như anh Phúc không có anh ạ, thì em xin phép về. Ờ kìa, đi đâu đấy? Ở lại đây đã. Vào đây thì dễ, ra thì khó lắm. Bỏ ra. Mà anh cũng thấy lạ nhá. Gái ngành đi khách. Mà có quyền chọn cả khách nữa cơ à? Thật là được cười. Đúng rồi đấy. Em ở lại đây phục vụ bạn chị như bình thường em phục vụ chồng chị ấy. Nào, phục vụ khách thôi. Bỏ ra. Anh tha thứ em đi xin anh. Anh không cứu em. Sao bao nhiêu khách em lại gọi mỗi mình chồng chị vậy? Để chị gọi anh Phúc ra đây cho em nhé. Anh Phúc, ai làm anh ra nông nỗi này? Còn quan tâm nhau, cảm lạnh thật đấy. Tôi đã biết chuyện hai người là nhân tình rồi. Từ khi anh dẫn cô ta về, tôi đã thấy điều gì đấy nó khác thường rồi. Ly ơi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Em tha lỗi cho anh nhá. Tha cho anh á? Tôi có bầu, tôi biết sinh lý của anh cao. Tôi đã gọi gái ngành về cho anh chơi, bỏ qua tất cả những định kiến của mọi người. Mà anh lại không biết điều. Anh cặp kè với cô ta, lừa dối tôi. Đồ khốn nạn. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Không.
Không, Ly ơi, anh xin em, anh không muốn ly hôn đâu. Còn cô nữa, cô yêu anh ta chỉ vì tiền thôi. Tôi nói cho cô biết, anh ta chỉ là kẻ ăn bám thôi. Hai người các người chắc chắn sẽ nhận quả báo. Còn bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi. Trang, Trang.